Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mặc dù trời rất là nắng nhưng mà mình đường nào cũng đang tiện qua đây làm thì cũng muốn quay một cái video để nói lại về cái phần làm đất trồng dâu. Đất trồng dâu thì nó rất là quan trọng, theo mình nghĩ là như vậy, nó rất là quan trọng đối với cái sự sinh trưởng và phát triển của cây dâu. Cho nên mình phải làm sao cho nó đất của mình nó kỹ, nó sạch và nó làm sao cho cây dâu nó phát triển một cách khỏe mạnh và ổn định nhất. Đấy, thì cái đất của mình thì mình khuyên các bạn là nên tìm những cái nguồn đất thịt. Đất thịt là những cái đất như thế nào? Đất thịt là những cái đất mà mình bóp nó tơi như thế này. Thứ nhất là nó phải tơi. Đó, nó như vậy. Đó. Chứ nó không có cục hoặc là nó không có bị sét. Nó gặp ẩm là nó tơi ra như thế này và khô thì nó cũng vẫn tơi ra như thế này. Thì mình trồng thì nó sẽ rất là ok. Đó, thấy không? Mình có bóp chặt mấy thì chặt nhưng mà nó không bao giờ nó đóng được với nhau. Đó, mình chỉ cần gảy nhẹ cái là nó ra. Đó, các bạn thấy không? Đó, còn trong thành phần này có những gì thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn luôn. Đó là một trong những các cái loại chấu, cho chấu của than bùn rồi đó. Đó, các bạn có thể lấy chấu lúa này hoặc là chấu vỏ cây, chấu cái lá của rồi nha. Thứ nhất là cái cho chấu ở mình, thường mình nên tìm những cái cây gì đó nó có cành có lá rồi đó, những cây mình chặt bỏ mình để khô rồi bắt đầu mình đốt thì nó sẽ ra được cái cho than đó. Các bạn lấy cái đó rồi trộn vô chắc chừng khoảng 2 phần, trong 10 phần đất thì trộn 10 phần tất cả thì các bạn trộn 2 phần, rồi các bạn trộn thêm 1 phần chấu lúa này này đó, chấu lúa này nha. Mục đích của chấu lúa này là nó làm xốp, với lại là làm cho cái đất của mình lâu ngày ấy, mình trồng ấy, thì nó không có bị xít lại, các bạn hiểu không? Nó không có bị chặt lại, mà cái chấu này nó giữ cho cái đất nó có cái độ thoáng khí, thì cái rễ nó ra được, cái rễ của cây dâu nó ra được, thì đó, nói chung là nó giúp cái rễ của cây dâu nó không có bị nghẽn, không có bị nghẹt, mà nó ra được đất trong đất. Đó, và cái nguyên liệu tiếp theo đó là cái sơ dừa này nha các bạn. Cái sơ dừa xử lý thì mình cho khoảng cỡ một đống đất như thế này, mình cho cỡ khoảng cỡ nửa ký sơ dừa thôi. Ít thôi nha các bạn, cho nhiều quá không tốt. Cái vấn đề của các bạn ở đây là bởi vì sao các bạn trồng dâu mà bị chết là các bạn cho quá nhiều sơ dừa này, hoặc là quá nhiều các cái chấu này, hoặc quá nhiều cái than củi, than tro đó mà các bạn quên đi đất và hữu cơ, hoặc là các bạn cho quá nhiều phân bò ủ hoặc như thế nào đó mà các bạn, nói chung là các bạn cho quá nhiều, các bạn cứ nghĩ là cho vô càng nhiều thì cái đất nó càng tốt, nhưng mà không phải, cho vô nó vừa phải thôi, nó kết hợp với cái đất, vì cây trồng nó phải trên cái nền là đất. Còn không có nền đất thì rất là khó. Một số cây người ta trồng sỉ canh thì nó lại hoàn toàn khác. Chứ còn đây mình trồng ở ngoài trời, mình trồng ở theo kiểu bình thường thì bắt buộc là phải là nền đất thì nó mới là thuận lợi. Các bạn hiểu không? Mình thấy rất là nhiều bạn chụp cái hình đăng lên rồi gửi qua tin nhắn cho mình mà mình nhìn thấy trong một cái chậu đó mà nhìn thấy toàn là sơ dừa không à. Rất là nhiều sơ dừa mà mình không hiểu là sơ dừa các bạn cho nhiều, các bạn biết làm sao không? Nó sẽ bị chát, mà chát thì cái rễ cây không bao giờ ra được rễ, nó chỉ cứ đứng hoài như vậy, nó không lớn được, rồi nó rụi dần dần rồi nó chết. Nếu mà các bạn không tin, các bạn nào mà trồng thử rồi thì sẽ bị cái tình trạng như thế đó. Cho nên là mình muốn làm cái video này để nói với mọi người một cái vấn đề, đó là quan trọng nhất là các bạn phải tìm được cái nguồn đất, cũng như là các bạn phải biết cách trộn cái tỷ lệ nó với nhau thì mới được. Còn một cái nguyên liệu tiếp theo đó là cái này nó là phân hữu cơ dạng viên nở đó. Cái dạng của nó là dạng viên như viên cám chim á, xong bắt đầu là mình đây này, nó như thế này này. Mọi người có thể thấy không, trời hơi nắng thì mình, nó gặp nước là nó sẽ nở ra như thế này. Đó, như thế này các bạn trộn thêm nhiều thiếu, cái này chất là cái phân này rất là tốt luôn, khỏi chê luôn, phân này phân nhập khẩu mà. Nhưng mà trên mạng mình thấy người ta bán cỡ 40-50 nghìn một ký, nhưng mà đây thực chất nó có bán ra có 10 hơn 10 nghìn ký à. Nhưng mà lấy theo bao, còn lấy theo lẻ thì
bèo bè tệ lắm thì nó cũng cỡ mười mấy 20.000 ký thôi, chứ không đến nỗi mấy chục nghìn ký đâu. Người ta bán mấy chục nghìn là bán kiểu bán thế thì lời to, con lời nhiều quá. Bán có một ký bằng người ta bán mười mấy nghìn 20.000, ở đây mình bán bốn mấy 50.000 thì lời cả gấp đôi mà còn gấp ba nữa, thế thì làm sao mà không giàu được các bạn. Mình chắc có khi mình chuyển sang bán phân đấy quá, bán trên mạng. Ở nhà mình đây mình bán người ta tầm 10 bao 20 bao hàng tấn không à, 325 ký nhập khẩu đó. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ còn đây quay trở lại vấn đề chính, cái đất nó phải tơi như thế này, các bạn vô cái gì trồng được hết, trồng rau trồng gì cũng được hết. Vậy thôi chứ còn cũng chẳng còn gì để nói nữa. Đất nó ra như thế này là ok, các bạn lưu ý nhé. Nhớ lưu ý giùm mình là kiếm được cái nguồn đất, hoặc không các bạn cứ tới mấy chỗ nào người ta làm rau, các bạn mua đất của người ta trong vườn này này. Ví dụ người ta làm rau có cái đất người ta đang trồng trong luống hoặc như nào đó, kêu cô bán cho cháu mấy bao đất đi, rồi hết bao nhiêu tiền cháu trả, mang cái đất đó về các bạn trồng thì ok, con dê luôn, khỏi cần cái phân gì nó cũng tốt mà. Thôi mình xin tạm biệt các bạn ở cái video này nhé. Mình sẽ cố gắng ra thật nhiều cái video hữu ích hơn cho các bạn, hơn là mình đang bày bán giống. Ok, tại vì dạo này mình bận quá, mình không làm được, với lại để mình phải tìm hiểu thêm một những cái hay, những cái làm cái cách làm hay. Bữa sau mình sẽ đăng cách ủ phân phân cá nè, rồi cái cách ủ phân xanh cho các bạn nè. Chắc là ngày mai ngày mốt mình sẽ làm thôi, mình sẽ cố gắng ngày mai ngày mốt mình sẽ làm cái video đó, cái ủ phân xanh với cách ủ phân cá, phân đạm tôm đạm cá rồi đó. Tạm biệt mọi người nhé.